nhưng mà cái kết thúc này thì cô Khánh Vy vẫn là không có một lời, không có một cái bánh sinh nhật dành cho con. Theo sợ con đến ngày đầu con giáo cho đến bây giờ để trở thành thành viên đội quốc tế của nước Mascot và huy chương vàng hiệu sang sang của kỳ vô địch châu Á tại nước ngoài đại diện cho Việt Nam, đấy là một trong những điều mà những ai làm nghề sẽ rất là tự hào của những gì mà con và các bạn sinh viên. Từ một cậu bé còn đi xe đạp, cô vẫn còn nhớ cái điều đó. Cho đến bây giờ, đã là một huấn luyện viên đẳng cấp của Việt Nam và thế giới, cũng như là một giáo viên của huấn luyện viên giỏi của CKT. Và hôm nay thì con và Hồng Anh vẫn dành lại cho cô Khánh Vy, anh Hiền cùng với cả team Kadea và dành tặng cho tất cả quý vị khán giả một bài trình diễn bằng đam mê. Cô không quan tâm là mình sẽ chết bao nhiêu, mình sẽ làm gì, cô chỉ quan tâm lúc này kia mà hôm nay sống vì cô, vì mọi người, vì thầy chị em và vì gia sốt Việt Nam. Happy birthday anh Trung Kiên. Thực ra thì khi mà tham dự cái lần biểu diễn này của cô Khánh Vy thì chúng ta là con không muốn phát biết cái tin sinh nhật của con quá nhiều mà chỉ muốn là đóng góp và cảm ơn cho cô Khánh Vy. Tuy là một cái người không trực tiếp huấn luyện của con nhưng mà luôn luôn dành những cái tình cảm đặc biệt nhất khi mà con đi thi đấu ở trong nước ở nước ngoài. Cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã đến ủng hộ và chúng tôi cùng với cả cô Khánh Vy và ngày sinh nhật của con nói riêng. Cảm ơn tất cả mọi người. More.